Đấy. Đấy, ok. Đây, bánh hẹ chiên giòn. Wow, hẹ mọc nhiều quá. Bây giờ Liên sẽ thu hoạch một ít để làm bánh hẹ nhé. Đấy, mình cắt sát cái chân luôn ha. Đó, nếu mình không cắt sát cái chân á, thì nó da nó cứng cứng à. Đây, Liên thu hoạch được một mớ hẹ đây, để mình lên làm bánh hẹ nhá. Mọc tùm lum tùm la, bây giờ Liên đã cắt hết. Đấy, rồi. Ok, được bao nhiêu nè? Đó. Chào các bạn trong và ngoài nước, hôm nay Liên chia sẻ cách làm bánh hẹ người Hoa. Đây, Liên ở đây có 250 g hẹ, hẹ ở nhà chồng nè các bạn ha. 4 miếng ha. Đấy, ngâm nước ấm. Đây, đây là 350 g thịt. Một quả trứng, ok, có nhiều đó thôi, ngon lắm nha. Có bột gạo, cái này nửa khắp, cái này một khắp ha. Bây giờ Liên dùng nửa khắp bột gạo để lấy trùng. Đây nè, nửa khắp bột gạo. Rồi, đây bột mì đa dụng. Đây, một khắp ha. 2 cup. 3 cup. Bây giờ mình lấy cup nhỏ này, nửa cup nữa. Ok, là 3 cup rưỡi bột mì, nửa cup bột gạo nhé. Tổng cộng là 4 cup bột. Rồi, 1 cup. 2 cup. Đây, Liên sẽ cho nửa muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê đường. Bột nem, 1 muỗng bột nem. Đấy, muối mình cho ít thôi, tự mình còn chấm nước tương nước mắm nữa. 1 muỗng dầu. Rồi, 2 muỗng cà phê dầu. Bỏ bột gạo vào ha, để lấy trùng. Đã làm đặt lợi như vậy nè, mình tắt lửa ha. Đấy. Đấy, mình lấy trùng như vậy trước ha, cái bột gạo nè. Quậy tới nó sắn đặc. Rồi, mình sẽ nhắc ra. Ok, bây giờ á thì còn nóng ha, mình mới dắt ra khỏi nè. Đấy, bây giờ thì Liên sẽ lấy cái trứng này đặt vô cái chén ha. Ok, đây cái trứng nè, mình có cái trứng mới ngon nè, không có trứng không ngon đâu nha. Bây giờ thì Liên sẽ bỏ vô đây ha, trộn nó. Đấy, rồi mình sẽ đổ từ từ vô thôi. Đấy, mình đổ từ từ rồi vô hết rồi. 2 cup nước vậy là đúng rồi các bạn ha. Đấy, rồi mình đậy lại để bột nghỉ. Bây giờ Liên đi sắc hẹ ha, thì cũng đã mềm rồi ha, mình ngâm nó. Ok, mình để đây trước ha. Hẹ mình cũng rửa sạch cái này, ăn mình lột bớt cái ra để lấy cọng non ở trong ha. Đây, Liên sắc khoảng 1 in thôi, đừng có sắc dài quá nó đâm lủng mấy cái bột ha. Đấy, đây như vậy. Đây, bỏ hết vào cái chén này. Đấy, cũng sắc luôn. Đấy, đây bỏ vô đây luôn. Bây giờ chảo đã nóng, mình cho dầu vô ha. Vài tép tỏi nè. Ok, mình bỏ thịt vô. Ok nào, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng bột nêm và dầu hào. Ok, xào đều lên là được rồi. Bây giờ sẽ trộn đều nó thôi. Đó, liền lấy cái chén bự để trộn cho nó đều ha. Bỏ một chút xíu bột mì vô đây, tự vì mấy cái này phải áo bột rồi. Đấy. Ok, thì Liên sẽ cắt một cục như vậy. Ok, nếp nó xuống ha. Đó, đây bây giờ Liên sẽ bỏ vô cái chén này như vậy, nó dễ gói hơn. Cục này kẹp nó vô cho nó nhanh.
Rồi mình vịn đây dễ túm hơn, tự vì mấy cái bột mì này nó mềm dẻo lắm. Đấy. Ok. Ok, mình để đây. Ra. Đó. Mình đừng có đè nó xẹp quá không có ngon, mấy đứa bạn làm xong xẹp lép hết trơn. Đấy, như vậy ha. Ok. Rồi, mình cũng tiếp tục làm hết nha. Các bạn thấy không nè, đó, để gần gần ha. Xẹp nó lên vậy nè, đó, giống như xẹp bánh bao vậy đó, kéo nó lên. Ok. Đó, kéo nó lên từ từ như vậy nè. Lấy cái móng tay đầu á, nhét mấy cái nhân vô. Đó, mình bánh bao vậy. Đấy, mình túm cho nó cứng cứng lại rồi. Như vậy đó, đừng có đè nó xẹp quá không ngon đâu nha. Đó, vừa vừa thôi. Ok, rồi mình tiếp tục làm nhé. À, ngồi thì chip hủy á, đi tí hủ gì lai soạn lì giấy hạ tây đi tụ lá, chồng mũ cùng bọt là soạn cu là hỏi gì lai rồi soạn lì ha. Ok, hãy cũng ngồi cây chục trụ á. Tổng cộng 4 cup bột Liên làm được 12 cái ha. Liên bỏ vô ngăn đá, sáng Liên chiên ha. Xin thấp phẳng nơi hồi tụi lũ sập rồi co tẹn ha. Gia tay là suy sơn tụi khi nhà kỹ xanh xin chiên. Ok các bạn, bây giờ thì đi lấy từ ngăn đá ra ha. Để gì buổi tối á, khuya quá rồi. À, hôm nay Liên đem ra thắp lại ha. Nè, các bạn thấy không? Đây. Đấy, cứ ngắt rồi. Đấy. Sẽ lấy 4 cái. Liên được 12 cái, Liên sẽ hấp 4 cái. Sẽ quét dầu vào cái lá này nè các bạn ha. Đấy, bỏ một chút xíu dầu vào đây. Đấy, mình bỏ một chút xíu dầu vào cái bánh ha, để nó đừng có dính. Các bạn, những cái bánh này nó dính dữ lắm à. Đây, nước đã sôi sùng sục, mình bỏ vào. Bởi vì đông đá đó các bạn, mình sẽ hấp 20 phút ha. Ok, hãy bên sơn lõi cho liền ở đây chân hơi tài khọt này. Sắp bánh chung ha. Đây, hành ngò, sắp hiển. Ok. Rồi, bây giờ thì bánh cũng được rồi nha. Wow. Đây. Đây, bắt cái chảo lên. Bỏ miếng dầu. Bỏ dầu khá khá nó dính nè. Đây nè. Làm cái bánh lớn chút xíu á, nó có dầu nhiều ha. Bây giờ chắc cũng được rồi, bây giờ liên lạc lại ha. Wow. Đấy. Wow. Xem trái luôn rồi. Đó. Rồi, bây giờ cũng đã được rồi ha. Mình không muốn nó khét quá nha các bạn. Đấy. Đấy. Đấy, ok. Liên làm một ít nước sốt để Liên ăn. Đây, Liên cho một muỗng nước tương. Đây, organic giấm nho ha. Một muỗng luôn. À, rồi, nước lọc nấu chín. Hai muỗng nước lọc vào đây để nó đừng có chua. Thiếu đường, sugar. Sẽ bỏ một muỗng đường nha, để ngoài nó chua quá. Đấy. Rồi một chút xíu ớt, rồi Liên sẽ cho một tí xíu ớt. Wow. Rồi thêm ớt thêm đường ha, extra olive oil. Đấy, một muỗng nước tương, một muỗng giấm, một muỗng olive oil, một muỗng đường. Đấy, quậy đều lên. Hai muỗng nước. Đấy, hành ngò bỏ vào nhé. Mè trắng, mè đen ha, nếu các bạn có. Đây, bánh hẹ chiên giòn xin mời cả nhà nhé. Cẩu choi chi dục bẻn chẻn tài ca, bánh hẹ chiên giòn xin mời cả nhà nhé. À, lớn quá mình phải cắt nhỏ lại ha. Đây các bạn, hẹ còn xanh tươi, hấp xong á chiên liền ha. Các bạn để nguội sẽ không có được xanh bị vàng cái hẹ. Các bạn thấy hẹ xanh tươi nhá. Đây. Đây, mình chấm vô đây ha. Đó, ăn bao nhiêu Liên làm sốt bao nhiêu ha, mình không có làm sẵn ha. Ok, Liên xin mời cả nhà, mời cả nhà chẳng tài ca. Ngon.
vỏ bánh giòn, chua chua ngọt ngọt của giấm và đường ha. Này, chấm thêm miếng mè vô. Ăn kèm với đồ chua hoặc là dưa leo cũng ngon ha. Rau sống xà lách. Khuyến thích ăn bằng bột mì, bánh giòn hơn. Nhiều loại bột pha giá, nóng thì mềm, nguội thì cứng à. Nóng được giòn lâu ha. Có nhiều người thì làm bột gạo, bột năng. Có người thì thích làm bột nếp, bột gạo ha. Liên thì thích làm bột mì á. Bột mì thường thường chiên nó ngon hơn ha. Hủ tiếu dạo dành chúng di chù mậy phẩm san phẩm dạo dành chúng di chù là mậy phẩm thùng mày mậy phẩm ha, ngồi đi đi chù miền phẩm ha. Ngon nha các bạn, làm như vậy thử coi, khi nào làm xong Liên không ở không, Liên bỏ thẳng vô ngăn đá, khi nào mà mình muốn ăn á thì mình đem ra mình hấp, lúc mình hấp mình quét một chút xíu dầu vô lá ha, nó mau khét lắm. Hỏi gì chỉnh gì nó cái gì sơn đầu kỹ gì tắt hàn kỹ gì rõ cho liền chỉnh để xịt tức tắt to chè tài ca sâu thảy chúc tài ca xanh thảy kiện hơn. Liên cảm ơn cả nhà dành thời gian theo dõi cách làm bánh hẹ, mến chúc cả nhà nhiều sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn thành công trong cuộc sống. Thank you, bye bye.